sáng qua sáng luôn. Anh được các cái nhà này phải nói công nhận khéo thiệt luôn á. Trên đây nhìn sơn lên màu xanh, cái phòng nhìn ấm cúng ghê á. Nói chung là rất là Bùi Hồ rất là hài lòng với cái căn nhà này luôn. Đèn ở trong đây cũng đủ sáng nữa nè. Thì mỗi khi mà bà ba đón Tết ở dưới ghe đó, thì với lại cái cảm giác mà đón Tết ở trên cái nhà này như thế này, thì nhà này thì năm nay bà ba nè đón Tết ở trên cái nhà như thế này, thì cái cảm giác của bà ba như thế nào? Vui lắm, vui cảm giác như mình rộng rãi, rồi dưới ghe nó bật chặt đó, bật chặt á, rồi nó mình không có cần, không có làm gì cho nó đẹp đẽ. Như bây giờ mình có cái nhà gì là các kênh mình trang trí rồi cho nó đẹp đẽ. À, được rồi. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại xã Bình Phú, huyện Tân Hồng của tỉnh Đồng Tháp. Thì từ cái đoạn đường từ ở đây đó, cô bác quý anh chị, mà đến thì đến thành phố Hồng Ngự nó khoảng hơn 30 cây. Và đây là cái nơi ở mới mà Bùi Hồ muốn giới thiệu cô bác quý anh chị, đó là nhà của ông ba bà ba. Mà trước đây ông ba bà ba cũng đã từng sống dưới ghe, và hôm nay thì cũng là ngày cận Tết rồi. Ông ba bà ba sẽ ở trên đây cũng cách đây cũng khoảng gần nửa tháng rồi. Và hôm nay đến đây mình sẽ lì xì cho ông ba bà ba có tiền mạnh thường quân còn lại như lời đã hứa ở clip trước đây. Và bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ để vào thăm nhà ông ba bà ba nha. Hôm nay thì có thằng Cao Megaman quay giùm, thật ra là bạn thôi, nhưng mà để hai anh em đi chơi chung. Dạ, con chào ông ba, con chào bà ba. Dạ. Dạ, ơi, đây mình quay cho. Ơi, con chào ông ba bà ba. Dạ, chào chú. Dạ. Ủa, anh là sao ấy ông? Cháu ruột ha. Dạ, hôm nay đến đây ngay tiệc thôi. Dạ. Nhà ông ba bà ba hôm nay có đón Tết nè. Có không khí xuân rồi nè. Bên đây hai cái chậu cúc. Chậu này cúc hả ông ba? Vàng thọ. Một chậu màu vàng, chậu màu hồng. Bên này hai chậu, bên đây hai chậu. Cho hay mua? Cho. Dạ. Cháu nó cầm đó. Đỡ lên nó tặng. Dạ. Lên tặng cho ông bà ba ha. Dạ, là anh là cháu sao ta? Cháu của ông ba nè. Cháu bên ông ba ha. Cháu. Dạ. Hôm nay nhà thấy đẹp đẹp quá luôn à. Đẹp quá. Sơn cái màu này lên nhìn thấy nhậu không? Thấy đẹp ha bà ba. Có ngoài trước này để quay lại cho cô bác quý anh chị thấy cái nữa nè. Ngoài trước này có một cái lan can, từ lan can vô đó thì cũng tầm 2 mét. À. Còn bên đây thì có một cái cánh cửa. Hả? Lên đây thì có mùng mới luôn hả? Mới luôn. Trời ơi, đây có cái chõng đây ngủ ngon lành ha. Bên đó có cái bàn thờ. Rồi không khí Tết ông ba bà ba ấm cúng ha. Ông ba hướng dẫn con đi với. Cậu đứng lên đi. Từng khuôn viên đó, từng phòng đó cậu. Dạ. Hôm nay cũng là ngày 26 Tết rồi. Bữa nay Tết niên nè. Dạ. Có tivi mới luôn hả? Mua 3 triệu á. Đưa 5 triệu mua 3 triệu. Con đưa 5 triệu mua 3 triệu đó hả? Bà ham quá ham rồi. Ham quá ham ha. Mới luôn á. Cái này là mình mua luôn không ba? Cháu nó thẳng thầm đó. Con cháu mua cho không? Cái nhà mà tăng gia nhà đó. Anh tăng gia nhà anh đem đi luôn á. À. Vô bên trái rồi đó. Bên trái luôn hả? Vô bổ mùng 9 là tăng gia luôn. Anh thấy con cháu xúm lo cũng về nhà mới. Mua đứa này kia, cái này cái kia em cho á. Đèn bự nó đẹp luôn. Đèn này công tắc ở đâu không ba? Bà ba, bên kia hả? Ở sao á? Cậu bật luôn giùm cho nó đủ sáng rồi đó. Cậu bật giùm. Rồi. Ôi, đẹp quá luôn, sáng quá sáng luôn. Anh được các cái nhà này phải nói công nhận khéo thiệt luôn á. Trên đây nhìn sơn lên màu xanh. Nổi không? Nè, gạch ở dưới này cô bác quý anh chị gạch cũ, nhưng mà ông ba bà ba trà lại bây giờ nó sáng loáng luôn nè. Cháu nó trà rửa hết ha. Vào cái phòng của bà. Phòng này của bà ba. À. Ông ba ngoài trước. Trước. Bà ba ở trong này. À. Hồi sống ngủ chung.
ngủ chung bà đạp ra đâu bà đạp ra dạ cái phòng nhìn ấm cúng vậy á. Nói chung là rất là Bùi Hồ rất là hài lòng với cái căn nhà này luôn. Đèn ở trong đây cũng đủ sáng nữa nè. Này ngủ tối chắc bật đèn này không ba? À bật đi bật đó. À còn đèn này thì ở ngoài. Đồ thì mén ở đây. Gặp thì sạch lắm luôn. Thì không khí thì thoáng mát của em ba. À, nhà mới nông nông lên cái này như này. Dạ chưa. Cái phần ở đây là cái phần bếp nè cô bác với anh chị. Đó xong chén. Bếp ga. Ở đây là bật luôn. Cửa sổ để nấu ăn. À, cái phòng này là cái đây là nhà vệ sinh. Ôi rộng đã ha. Có thể ngồi tắm được luôn á, ngồi giặt đồ đồ tắm luôn. Tắm luôn rộng nhất. Rộng quá rộng luôn nè. Tại vì đằng này á cái cấu gạch nó còn nhiêu cái nó mua về đó dầu đằng này rất cái rộng năm ra luôn. Dạ, quá đẹp ông bà. Con nói thiệt luôn con rất là hài lòng nhà ông, đẹp quá. À, ăn thua mình chỉnh trang lại mới đẹp. Ờ mình chỉnh sửa đồ ha. Khi cắt xong anh được cắt xong rồi mình sơn lại nữa. Sơn lại. Dầu cái này dở nhà ngoài cái thiết dư á nấu thêm. Cái này thiết này ở đâu? Thiết bên ngoài ghe ngoài á. Thiết ghe ha. Ờ. Mình nấu tre ra ha. Nấu tre ra. Ờ nấu thêm ra. Còn cái bàn? Bàn này cái xuồng cưa ra đi gì đóng bàn là được cái bàn trước bàn này nào còn. Cái này còn... là chiếc xuồng đó hả? Ờ. Còn ba cưa ra đóng lại hả? À, quyên một miếng vậy á. Dạ. Quyên một miếng mà bự vậy á. Ồ. Còn dư ba cái đóng kìa. Dư luôn. Dư cây luôn ha. Dư anh luôn. Dùng lại. Ờ. Dư còn gạch bên đó. Gạch bên đó là đằng này cái nhà bếp trước của người ta. Dạ dạ con hiểu rồi. Trước của cháu. Ồ này là nước đây. Ờ nước ở đây. Cháu lo. Cháu tiền nước cho. Ờ nói cháu tiền nước qua cho. Cho nước sử dụng ở đây. Ừ. Nhân giống rồi sau này ngủ. Nhìn sao nhìn tới này cô bác anh chị thấy đã ghê không? Mát lắm. Ở trên đây có cả luôn cây dưới sữa, trái dưới sữa trên này. Trái dưới sữa này chưa chín rồi. Chưa chín. Dạ. Rồi sau này thì ăn cơm. Ăn cơm ít gì lắm cơ là nữa có con cháu ngủ vô á. Con cháu ngủ vô rồi cho ăn cơm tiếp một cái đây. Còn muốn ngủ thì ngồi ngủ đó trong quá ngồi ngủ bớt. Con cháu vô chơi ha. Ờ vô chơi có khi là vô ở bữa hai bữa gì đó. Mừng hay gì? Ờ. Từ ngày có nhà thì con thấy hình như là con thấy ông tẻ ra. Quá mừng nha. Quá mừng. Cái cửa này đã quá ha. Cửa này bắt bắn lời đồ vô nhìn thấy cũng cứng cáp. Ừ. Sao mà cái nhà khéo dữ ta? Tôn thôi mà làm cái này nhìn thấy thoáng mát luôn á. Nói chung là cảm ơn anh được hỗ trợ rất là nhiều luôn á. Thoải mái rồi, cái này khỏe hơn mấy cái bè ăn chẹt lắm. Bè chẹt lắm. Chẹt lắm. Đạt biết không, trước đây thì ông ba bà phải ở dưới ghe mà chiếc ghe nó sắp chìm luôn. À, bây giờ thì ông bà thì bà ba thích tivi thì ông ba treo luôn cho bà ba cái tivi đây luôn. Dù hồ với ai chứ được. Là đọc đó, giờ bà con đồ cho con dòm cho bà ba với ông ba đó. Dạ. Cắt được cái nhà này quá trời mừng rồi. Quá mừng rồi. Bên đây bà ba ở cũng quét dọn sạch sẽ hết ha. Khánh ba cái cửa sổ bên đây. Tăng gia thêm ông bà cũng nuôi gà nuôi vịt rồi nữa. Có tăng gia sản xuất gì không ông ba? Có mấy gà mới bắt em vô á. Được mấy con? Được mười mấy hai chục con vậy á. Hôm nay con thấy là vòng vòng con thấy ông là chuẩn bị không khí đón Tết là vui ngon lành luôn á. À. Chuẩn bị đứa rồi má ăn này trong cái nói chung là về đây thì con là về đây là cháu cũng thương nên là nữ là thấy ông ba mà thiếu hụt gì là bù vô cho có tuổi già. Dạ cháu này cháu được dạ anh được chưa bà ba nói là sao nó là ta bà con ta đi tới lui với nhà gì cắt quá chằng đẹp mà nhà bà cắt vừa bụng mà dạ. Cái chất lượng đàng hoàng chất. Dạ. Bà con thợ nào vô cắt anh nói thợ được các ngoại thợ được thông ngữ thợ được thông ngữ dạ. Hỏi đa đâu vừa cá ở ngữ dạ. Thợ cắt quá trần đẹp đo để ấy cắt vừa dẫn ấy chứ nổi là con ở đây nói chung là con thấy cái nhà quá 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 đẹp rồi mặc dù cái số
Trời ơi, bà con đang ngắm mà nói vậy cái bắt đầu cái ở đây người ta đi kiếm ông thợ được không? Nói chung là gặp hôm nay mà ông ba bà ba cơ trang trí cái nhà rồi thêm bông hoa đồ, hôm nay đúng là cái không khí đón Tết ha. Nói chung là gặp bà ba thì hôm nay lại cười tươi nhiều hơn rồi. Mừng quá, mừng rồi. Dạ bà ba thì cho con thôi cũng gần Tết rồi. Rồi. Thì trước khi chúc Tết bà thì bà cho con hỏi cái cảm trước đây thì mỗi khi mà bà ba đón Tết ở dưới ghe đó thì với lại cái cảm giác mà đón Tết ở trên cái nhà này như thế này thì nhà này thì năm nay bà ba nè đón Tết ở trên cái nhà như thế này thì cái cảm giác của bà ba như thế nào? Vui, vui lắm. Vui cảm giác như mình rộng rãi rồi dưới ghe nó bật chặt đó, bật chặt á rồi nó mình không có cần không có làm gì cho nó đẹp đẽ như bây giờ mình có cái nhà gì các kênh mình trang trí rồi cho nó đẹp đẽ. Vui cho ba ngày Tết. Có nghĩa là trước đây mình đón Tết ở dưới ghe, mình không có chỗ để mình trang trí. Mình không có biết cái không khí Tết ở trong cái ngôi nhà là như thế nào. Nó kẹt mà con cháu lại đông á, đằng này tao cũng giọt lên bò. Nó khẩm lúc xi măng trời nó vô nước nó chìm. Có nghĩa là con cháu mà lại á thì ông phải lên bò. Sợ nhiều quá phải lên bò. Nó khẩm chứ không phải là không thương con cháu mà thương vẫn phải lên bò để cho xe ghe đủ nổi lên. Lên đúng như trên bờ. Dạ. Trời ơi, lỡ ghe ngày nào cũng tắt nước chột chột chột. Năm xuống mùa ra năm người là nước luôn xi măng rồi. Rồi cái cảm giác mà ông ba bà ba khi mà ngủ cái đêm đầu tiên mà ở trên trên cái nhà như thế này nó không bị chồng chền thì sao? Khỏe lắm. Ừ, mừng chứ ghê, chứ ghê ngủ mình, quá chứ. Giật mình sợ mình ngủ ở trên này mà mình không có giật mình nữa. Mà ngủ dưới mình sợ giật mình là trong khi vợ nước vô. Bà ngủ bên tao cũng ngủ mình đó rồi mà tao sợ nó nghiêng quăng bên một cái sợ nước vô bất tử. Có nghĩa là hai ông bà mà ngủ cùng một bên cùng thì nó nghiêng một bên sợ nên bà ba ba nghiêng bên đây thì ba sẽ nghiêng qua bên kia. Tao thức dậy, tao đánh gì mình kêu hoài à. Sợ lắm. Nhiều khi tao thương bả, tao cũng không dám thương nữa ha. Trời 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 trời. Ngày nó kẹt lắm. Trong đó cái cành của bạn ngủ nó kẹt lắm. Quá kẹt rồi. Kẹt quá. Nó nghe hôm nay thì nó mới được cái cảm giác mà ba mới thổ lộ ra. Chứ trước giờ cũng đâu có dám thổ lộ ra. Ông ba thì tiếp theo chắc con mình được cái tư tưởng ý nguyện mình mới thổ lộ ra với mồ chứ. Bà ba thì ông ba thì cái cảm giác của ông mà khi mà ông có được cái nhà mới vào năm nay thì ông được dọn vô trước Tết như thế này thì ông có cảm giác nghĩ như thế nào? Mừng chứ, mừng lắm à. Trời hôm đó giờ dưới ghe chưa có chuẩn bị mua đồ vậy sợ nhiều quá nó nặng ghe. Mình gặp người ta trang trí nhà cửa mà bông hoa nhóc mình không có nơi trang trí mà mình cũng chẳng có tiền trang trí mà có tiền mà rồi cũng đủ vậy mà không dám để nhiều cũng mua mấy chục ngàn mua bông hoa cũng đủ nhưng không dám mua nhiều để kẹt rồi mình ở chứ mình trải chiếu thôi đâu có được nhưng mà ngủ hai lần trước ấy gần đây cũng chút bớt cho cháu cho một cặp cháu kia bên đây cho một cặp đó hai cặp đó bây giờ cũng thương ghê ha hôm nay gặp mà cháu thương lắm. Nấu cơm nước rồi kêu ăn thôi cho bưng đồ rồi ăn đứa này thằng này cho đồ ăn tùm lum hết trơn đây á. Dạ. Cháu vô này nó có thương lắm mỗi ngày thương. Hôm nay gặp ông ba bà ba nụ cười luôn nở trên môi rồi cái này sống còn 200 tuổi quá. Thưa ông ba bà ba thì hôm nay là cũng là ngày 27 Tết 26 Tết thì cũng tranh thủ sau con cũng nghỉ Tết rồi. Con trước đây thì con có nói với ông ba bà ba thì khi gần Tết con sẽ trao luôn cái số tiền còn lại cho ông bà được ăn Tết trọn vẹn. Thì trước đây thì cái số tiền mà Mạnh Thường Quân mà ủng hộ cho ông bà là 39.460.000 đồng. Thì sau khi mình các nhà hết là 34.084.000 đồng thì còn lại 5.376.000 đồng với lại 4.000.000 anh được chuyển thêm con cộng vô đó thì là 9.376.000 đồng. Cái số tiền mà 9.376.000 đồng này thì Bùi Hồ có trao cho bà ba hết 5 triệu đợt rồi để bà ba có dần chuyển lên có mua đồ đạc thì bà ba mua thì hiện nay cái số tiền còn lại là 4.376.000 đồng đó là số tiền và đây là tất cả các danh sách Mạnh Thường Quân đã ủng hộ. Chắc hôm nay thì cũng gần Tết rồi nên là nữ là ông ba bà ba cho con xin thêm một phút để con đọc lại tên Mạnh Thường Quân ha cho mình nói một lời cảm ơn.
Dạ, đó là anh được ở Hồng Ngự 2 triệu đồng, cô Huệ ở Bỉ 500 nghìn đồng, cô Diệu Hương ở Pháp 3 triệu đồng, anh Toàn Võ Việt Kiều Mỹ 1 triệu đồng, anh Thanh Việt Kiều Mỹ 1 triệu, dấu tên 500, chị Lý Thị Sương Việt Kiều Mỹ 1 triệu, dấu tên 200 nghìn đồng, chú Kevin Trần 2 triệu 300 nghìn đồng, chị Phụng ở Úc 3 triệu đồng, cô Hà Trần 500 USD, chị Melinda người gửi là Dũng Trần 100 USD, sinh viên Lát Linh Khơ Lên 1 triệu 500 nghìn đồng, Thanh Nguyên là Việt Kiều Mỹ 500 USD. Anh được cái người anh được chuyển cho anh Tùng với lại chị sửa vật tư nông nghiệp ở Hồng Ngự là 4 triệu đồng. Tổng cộng số tiền của mình là 39 triệu 460 nghìn đồng cộng thêm 4 triệu đồng ở đây. Nhưng mà hiện nay thì số tiền đó mình đã chi tiêu ra và còn số tiền còn lại đó là 4 triệu 376 nghìn đồng. Ừ, đây tôi cũng đại diện với Mồ, với chú Lược cũng cảm ơn Mạnh Thường Bưng trong nước và ngoài nước. Bà ba với ông ba rất cảm ơn trong nước ngoài nước mấy người giúp đỡ cho bà ba ông ba đó, chào giúp đỡ cảm ơn. Dạ. Ông ba có nói gì không? Tụi con nói. Không nói hả ba? Mừng quá nói được à. Chỉ nói hai từ thiên kiều. Cảm ơn. Rồi, chắc có lẽ là tiếp theo thì con sẽ gửi cho cái số tiền này cho ông ba bà ba có dịp ăn Tết để tiếp theo thì con cháu nó lại nó lề xì 10.000 nó cũng vui vậy. À, con sẽ trao cho ông ba bà ba. Ừ, để ba với ba cảm ơn mười hồn triệu, bốn triệu 376 nghìn đồng con giao bà ba là bà bà là ba là 4.400.000 nghìn đồng. Rồi cái đó thì coi như là con đã hoàn thành với ông ba bà ba. Thì thưa cô bác quý anh chị, để ông ba bà ba có được cái mái ấm như ngày hôm nay thì là nhờ sự ủng hộ của cô bác quý anh chị cho kênh Bùi Hồ để cho ông ba bà ba có được cái mái ấm như ước nguyện. Mà trước đây ông ba bà ba chỉ đón Tết ở trên ghe thôi, hôm nay thì gần cuối đời thì gần tuổi xế chiều thì ông ba bà ba được lên nhà ở rồi, và hôm nay cũng là ngày Tết thì con xin chúc ông ba bà ba sống lâu trăm tuổi, càng ngày càng trẻ đẹp ra, và đặc biệt là có ngôi nhà mới thì mình phải sử dụng cho nó thoải mái, cho nó mát mẻ, cho đón Tết không khí một không khí Tết thật vui nha. Rồi và... bà ba với bà chúc con Hồ đợi được khỏe trẻ đẹp nha. Ở dưới ghe đó, ngủ dưới ghe rồi 3 giờ sức. Cũng như canh chừng nước. Đây về nhà có khi ngủ á mặt trời mọc chưa hay. Dạ. Thôi thì chắc cũng dạ. Mùa hồ rất đẹp trẻ mãi hoài. Rồi xin chân thành cảm ơn bà ba. Cho con bắt tay bà ba một cái nha. Dạ, con bắt tay ba một cái nha. Rồi, mùa hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị. Xin thay mặt ông ba, bà ba hiện nay đã có một cuộc sống mới. Chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân. Chúc cho cô bác quý anh chị một năm mới tràn gia đình luôn an lạc và tràn đầy sức khỏe. Xin chân thành cảm ơn rất là nhiều. Thay mặt ông ba bà ba cảm ơn, chúc sức khỏe năm mới an khang thịnh vượng. Dạ. Thì trước khi về nãy mình thấy cái mái nhà đẹp quá luôn. Qua đây quay cho cô bác quý anh chị xem luôn nè. Cái ở đằng này á, cái sân này trước này nó thoáng lắm. Và cái mái nhà ở đằng trước này á, nhìn ở trên này đã ghê luôn á. Đến đây nè bà ba. Nè. Trên này đã. Thôi chào luôn.